Hello, all of you. We continue learning English 8. Mai Lan Hương exercise test yourself. Chúng ta học tiếp làm tiếp cái bài test yourself sau cái bài unit A, sau cái bài số 8 các em. Thì cái test yourself này nó sẽ ôn tập cho các em từ bài số 5. Từ bài số 5 cho tới bài số 8. Tại vì sau bài số 4 thì các em cũng có một cái test yourself rồi. Vậy cho nên bài này coi như là mình ôn từ bài số 5 cho tới bài số 8 ha. Hôm trước thì cô có làm cho các em những cái phần 1 La Mã, 2 La Mã rồi. Phần ngữ âm bây giờ mình sẽ làm tiếp phần 3 La Mã. Grammar and structure là ngữ pháp và cấu trúc. Phần A, choose the word or phrase that best completes the sentence. Chọn những từ hoặc cụm từ mà nó giúp hoàn thành tốt nhất cho những cái câu cho câu. Câu thứ nhất, anh ấy, hay là anh ấy này, improve, cải thiện. Spanish pronunciation, phát âm Tây Ban Nha. Nhưng anh ấy, nhưng, bớt là nhưng. Anh ấy had no luck, là anh ấy không có may mắn. Người ta dùng no luck là không may mắn, và had là có không may mắn, nghĩa là không có may mắn. Có thể phân tích cái vị trí này, mình sẽ cần một động từ. Nghĩa là anh ấy cố gắng, tại cho chữ try này, anh ấy cố gắng cải thiện môn phát âm tiếng Tây Ban Nha nhưng mà không thành công. Cố gắng rất nhiều ha, cố gắng rất nhiều thì mình sẽ dùng try hard. Try hard. Hard này là một trạng từ. Hard này là một trạng từ, nó cũng đi được với động từ thường try. Mình sẽ không dùng hardly nha, hardly có nghĩa là hầu như không, chẳng lẽ lại cố gắng hầu như không ha. Mấy cái câu này là sai. Và vị trí của nó trong trường hợp này cũng sai nữa. Cái này thì càng sai nữa. Câu số 2. The next train. Chuyến tàu kế tiếp to Newcastle, tới Newcastle sẽ rời đi vào lúc 3:45. The next train, chuyến tàu kế tiếp. Các em nhớ để ý câu dịch để mà lưu ý nghĩa của câu mình dịch thế nào thì sẽ giúp cho cái việc nhớ từ vựng của mình tốt hơn, và việc dịch từ của mình, dịch câu của mình nó cũng sẽ trôi chảy hơn khi mà tụi em làm bài kiểm tra hay là làm bài tập rồi gì đó. Nếu mà cái tụi em dịch tốt á, cái vốn từ vựng của tụi em tốt á, khi tụi em dịch được tốt á thì nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho cái bài tập của các em. Nhiều khi không nhớ cấu trúc mà các em đoán đoán từ nghĩa nó cũng ra nữa ha. Thì tốt nhất là mình nên biết từ vựng, nên dịch được câu để mà nhớ từ vựng. Đó mới là cái tiếng Anh ứng dụng nha các em, chứ không phải là chỉ áp dụng ngữ pháp điền 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 đúng 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 rồi được điểm cao ở lớp là không phải đâu. Mình phải học là mình phải dùng được, mình phải nói được, mình phải đọc hiểu được, phải nắm bắt được thông tin nha. Cái đây là nói chuyến tàu sẽ khởi hành đến Newcastle, tiếp theo là vào lúc 3:45. Cái này lịch trình của tàu xe, thì chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn diễn tả một hành động trong tương lai, thường nói về lịch trình của tàu xe, thời gian biểu của các cuộc triển lãm, trường học, vân vân. Câu số 3, the exam, cuộc thi. Well thì fairly fairly easy. Fairly easy có nghĩa là khá là dễ. We expect là chúng tôi đã nghĩ, chúng tôi đã mong đợi. Expect là mong đợi, nhưng trong trường hợp này mình không dịch mong đợi được, mình dịch là đã nghĩ thôi ha. Cuộc thi, bài thi thì khá là dễ. Dễ hơn so với chúng tôi nghĩ. Dễ hơn là easier. Hơn cái gì? Hơn việc họ nghĩ. Cho nên có đối tượng so sánh thì mình dùng than. Easier than. So sánh hơn mà các em ha. Easy, easy này. Dễ hơn so với chúng tôi nghĩ. Easy. Đây là tính từ hai âm tiết, kết thúc bằng chữ y thì chuyển y dài thành y ngắn. Thêm er. Câu số 4, the moon, trái đất, around the earth. Sorry, the moon, mặt trăng, around the earth, xoay quanh mặt trời. Sorry, mặt trăng xoay quanh trái đất. Mặt trăng xoay quanh trái đất. Thì cái này là một sự thật hiển nhiên, chúng ta cũng sẽ dùng từ hiện tại đơn. Mặt trăng di chuyển xung quanh trái đất, moon. Mặt trăng số ít, cho nên là chữ moon này chúng ta thêm s. Around là vòng quanh. Sorry các bạn nha. Câu số 5. She told him. Cô ấy bảo với anh ấy.
Em thấy câu trúc, thấy câu tường thuật ở đây không? Tow là quá khứ của chữ tell. Thì cho dù tow hay tell gì cũng vậy ha. Các em sẽ dùng tow hoặc tell, tell này cộng object và cộng tân ngữ này cộng với to infinity. Thì ở đây có 1 to, 2 to, 3 to, chỉ có câu A là be infinity, không bỏ câu A thôi. Ha. Thì to hết này. Nhưng mà cô ấy bảo anh ấy là không có ngủ trễ, không có thức khuya, không làm gì. To infinity chắc là phải đi liền với nhau rồi ha, cho nên mình sẽ là không làm gì sẽ là not to ha. Not to stay nha. Nhớ là chữ to infinity là nó phải đi liền với nhau, chữ not nó sẽ đứng trước chữ to nha. Câu số 6. Ago. Có chữ ago các em chỉ thì quá khứ đơn. Cột thứ hai của chữ C là chữ so này, đây là hiện tại đơn này, đây quá khứ đơn này. Đây hiện tại hoàn thành này, còn đây là tương lai đơn này. Đó, các em phải nhận diện thì như vậy thì mới biết được đây là quá khứ đơn. À, thì ago này mình chia thì quá khứ đơn, mình chọn đáp án B. Câu số 7. Chúng tôi không nhìn thấy, tất cả đều là thể phủ định này, nên cô sẽ dịch là không này. Và chữ C này nghĩa là nhìn thấy, chúng tôi không nhìn thấy anh ta kể từ khi anh ta rời khỏi trường trung học phổ thông, high school ở trường trung học phổ thông á. Các em nhớ câu, nhớ chữ xin này không? Kể từ khi tức là kể từ một mốc thời gian nào đó và cho tới bây giờ luôn. Cái này mình sẽ chia thì hiện tại hoàn thành. Xin này mình chia thì hiện tại hoàn thành trước xin, mình chia thì hiện tại hoàn thành, tức là thì hiện tại hoàn thành là nó diễn tả một hành động xảy ra từ một thời điểm trong quá khứ, không biết quá khứ là khi nào, cho tới hiện tại và chưa chấm dứt. À, hoặc là vừa mới chấm dứt. Thì đây kể từ khi anh ta rời khỏi trường là một thời điểm ở trong quá khứ, tại người ta chia thì quá khứ đơn nè. We left, kể từ khi chúng tôi rời khỏi trường đó là một thời điểm ở trong quá khứ ha. Và cho tới bây giờ vẫn không nhìn thấy anh ta. Vậy là đúng chuẩn của thời hiện tại hoàn thành rồi. Mình sẽ chọn thời hiện tại hoàn thành. We là số nhiêu sẽ đi với haven't. Rồi, haven't seen. Câu số 8. Practice, thực hành tiếng Anh anywhere, bất cứ đâu, you can, là bạn có thể. Is a way là một cách to better your speaking skill, để làm tốt hơn cho cái kỹ năng nói của bạn, tức là thực hành việc nói tiếng Anh nhớ ha. Sau chữ practice các em cộng với một động từ thêm in, cho nên sẽ là practice speaking. Thực hành việc nói tiếng Anh anywhere you can is a way to better your speaking skill. Oh no. Ôi không, rồi dấu chấm than. Các em thấy cái dạng như này là các em sẽ đoán được một hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói, ngay tại lúc nói luôn. Một hành động đang diễn ra ngay tại lúc nói. Vậy mình sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn ha. Chia thì hiện tại tiếp diễn. Ok, tới câu số 10. The film were boring. Bộ phim thì quá là chán. It was, nó thì sao đây, bộ phim chán nhất mà tôi đã từng xem. Các em thấy thể hiện tại hoàn thành trong cái vế tay sau này không? Đi trước thì hiện tại hoàn thành sẽ là một so sánh nhất ha. Các em thấy ở đây có so sánh nhất, so sánh hơn, so sánh hơn, so sánh nhất. Cái hình thức nào mình đúng nhờ? Cái đầu mo này là chắc chắn là sai rồi nè. Rồi, so sánh nhất, so sánh nhất thì mod này cũng là sai rồi nè. Đó thì cô làm loại trừ vậy thôi. Thật ra thì các em nhìn thẳng vào đáp án nha cô. Bộ phim, đây là một bộ phim rất là chán. Đó là bộ phim chán nhất mà tôi đã từng xem. Nhất là the most. Chán là chữ boring hay âm tiết rồi, cho nên mình phải dùng the most rồi, chứ không thể dùng thêm est được. Câu B, ở phần B, choose word or phrase that needs correcting. Chọn từ hoặc là cụm từ mà cần được sửa lỗi. Câu 11. My uncle and aunt live in this village for over 20 years. Chú và dì của tôi sống ở trong cái làng này khoảng hơn 20 năm rồi. Chỗ này sai chỗ nào đây? Các em thấy là khoảng hơn 20 năm không? Khoảng hơn 20 năm là một khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại, là được 20 năm rồi và có thể chưa chấm dứt. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ phải chia chỗ này là từ hiện tại hoàn thành. Sai là câu A ha. Chia thì hiện tại hoàn thành nó sẽ phải là have lead, have lead. Câu số 12. You should take
A taxi, although it's raining hard. Bạn nên đón một chiếc taxi mặc dù trời đang mưa lớn. Câu này mặc dù trời không có mưa ha, cái chỗ này nó hơi ngược ngược. Bạn nên bắt một chiếc taxi mặc dù trời không có mưa. Vậy mình sẽ chọn đáp án là câu D và mình sửa ha thành ha đà ly. Bạn nên đón taxi mặc dù trời không mưa. Thường thường thì trời mưa người ta đi taxi cho khỏi bị ướt. Và đây mình vẫn nên đón taxi mặc dù trời không mưa. Đó mới là cái ý người ta muốn thể hiện. Câu số 13. We are going to study tonight until we will finish our homework. Tôi định học tối nay cho tới khi chúng tôi định học vào tối nay cho tới khi mà chúng tôi sẽ hoàn thành hết bài tập về nhà. Vô lý ở một chỗ là chữ until bắt đầu cho mệnh đề sau đó. Until bắt đầu cho một mệnh đề thì cô gọi cái mệnh đề này là mệnh đề chỉ thời gian. Và đã là mệnh đề chỉ thời gian sẽ không bao giờ chia will. Nha. Cho nên đáp án cô chọn là câu C, sai chữ will, bỏ chữ will đi là đúng rồi. Nhớ là mệnh đề chỉ thời gian không bao giờ chia thị tương lai và mệnh đề chỉ thời gian là những mệnh đề bắt đầu bằng những trạng ngữ chỉ thời gian, những liên từ chỉ thời gian. Không biết là dùng trạng trạng từ chứ. Bắt đầu bằng những trạng từ chỉ thời gian như until nè, while nè, action at nè, before, after gì gì đó ha. Tất cả những mệnh đề sau đó đều là mệnh đề chỉ thời gian, mình không có chia tương lai. Câu số 14. Our new car is hard to drive than our old car. Cái xe hơi mới của tôi thì khó to drive để mà lái than our old car hơn cái xe cũ của tôi. Khó hơn. Khó hơn thì mình phải dùng harder chứ. Đúng không? Khó để lái hơn. Harder, các em thêm er vào chữ harder nha. Chữ hard thì khó hơn. To drive để lái hơn cái xe cũ. Câu số 15. There are a lot of food in the fridge. So help yourself. Có nhiều đồ ăn ở trong tủ lạnh. Vậy hãy cứ tự nhiên. Help yourself là cứ tự nhiên. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ này nè. Chữ A đó, mình sẽ sửa chữ này thành chữ is. Biết tại sao không? Mặc dù á, có nhiều, a lot of là nhiều, nhưng ở đây chữ food là thức ăn, là không đếm được. Mà đã không đếm được á, thì mình sẽ đi với động từ số ít. Đúng không? There cộng với động từ số ít. Nếu như mà danh từ phía sau nó là danh từ không đếm được hoặc số ít. There sẽ cộng với danh từ động từ số nhiều nếu sau nó là những danh từ số nhiều đếm được. Ok, vậy đáp án của mình là câu A nhé. Đừng có thấy cô khoanh lung tung hết mà nhầm nha. Phần reading. Trời ơi, nó dài. Mà cô mệt quá. Ok, làm xong phần này nữa rồi nghỉ. Reading comprehension, đọc hiểu này. Choose the most suitable word to complete the basics. Chọn cái từ phù hợp nhất để mà hoàn thành đoạn văn. There are two classes at the elementary level. One is for complete. Có hai lớp học ở cái trình độ sơ cấp cơ bản á. Một là complete hoàn toàn gì đây? Hoàn toàn mới bắt đầu. Beginner. Hoàn toàn mới bắt đầu for complete beginner. And the other và lớp khác thì is for student, dành cho những sinh viên who know only chỉ biết gì? Một ít. A little. Cô chọn a little, sao cô không chọn a few? A little English, tại vì English là danh từ không đếm được. A little English, một chút tiếng Anh. In both class, ở cả hai lớp học, you will practice simple conversation. Ở cả hai lớp học thì bạn sẽ thực hành những cái đoạn hội thoại đơn giản. Đó. Hai cái lớp này, hai cái lớp học cơ bản, các em vào một cái trung tâm, những lớp học cơ bản người ta chỉ cho các em thực hành những đoạn hội thoại thôi. Đó là lớp căn bản, lớp giao tiếp căn bản, lớp học căn bản. Cái gì thì cũng phải phải biết đọc trước đã ha.
biết biết sử dụng những đoạn hội thoại trước đã, cơ bản trước đã đó, cho nên đừng nói tại sao người ta dạy đơn giản như vậy. Thật ra đó là cái nền của các em đó, phải có cái nền thì mới xây dựng tiếp được. Rồi tiếp theo, đoạn tiếp theo. In the class at the intermediate level, ở trong cái lớp học trung cấp á, cấp độ trung cấp á, you will, intermediate level là trung cấp nha, you will have a lot of, bạn sẽ có nhiều nhiều cái gì in communicating, trong cái việc giao tiếp in real life, với đời sống trong cái cuộc sống thường ngày, những tình huống cuộc sống thường ngày, because we help you to use the English, bởi vì chúng tôi giúp bạn sử dụng tiếng Anh, bởi vì chúng tôi giúp bạn sử dụng tiếng Anh. Chỗ này là vị trí số 3. Nhiều tình huống gì đó trong đời thực đây. Nhiều tình huống thực tế, practice. A lot of practice. Nhiều tình huống thực tế trong đời thực. Trong cái giao tiếp đời thực. Rồi tới câu số 4. You have previously, chúng tôi đã có cái gì trước đây, in your own country, bạn đã có cái gì trước đây trong ở trong cái đất nước của bạn, trước đây bạn đã cái gì ở đâu, bạn đã học, bạn đã biết, bạn đã thực hành, bạn đã sử dụng, bạn cũng sẽ có cơ hội để cải thiện cái gì của bạn về tiếng, về ngữ pháp tiếng Anh, và xây dựng vốn từ vựng của bạn. Chúng ta nghiên cứu hai câu có là một không nha. Kiến thức, knowledge. Improve, bạn cũng có cơ hội để mà cải thiện kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và xây dựng vốn từ vựng cho mình. Câu số 4 là cái gì trước đây? Bạn có cái gì trước ở trong đất nước của bạn? Bạn đã học cái, đã học ha. Bạn đã học study. Bởi vì chúng tôi sử dụng tiếng Anh cho những gì bạn đã học ở đất nước của các bạn. À, hiểu rồi. Rồi, tiếp theo, đoạn tiếp theo. The emphasis, nhấn mạnh rằng là cái việc giao tiếp bằng miệng, thực hành giao tiếp bằng miệng ở trong một cái phạm vi tình huống rộng thì được ưu tiên ha. Được ưu tiên. Ưu tiên cho những cái tình huống phạm vi giao tiếp rộng ở cái level, advanced level là trình độ cao cấp. Ở trình độ cao cấp nó sẽ được dạy, ưu tiên dạy riêng trong cái trình độ cao cấp thôi. Chứ ở trung cấp với lại sơ cấp là các em sẽ không có sử dụng những cái tình huống thích đời ngoài đời thật được. Tại vì đưa người thật ra giao tiếp á, thì em sẽ không giao tiếp được và hai người sẽ đứng yên, lãng phí thời gian, đúng không? You will learn how to use language correctly. Bạn sẽ học bằng cách nào để sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và phù hợp. Khi bạn làm gì với người bản ngữ, nói chuyện, đúng không? Speak to native speaker, nói chuyện với người bản ngữ. In addition, thêm vào đó, you will develop such study. Bạn cũng sẽ phát triển được cái gì đây? Cái gì học tập đây? Kỹ năng học tập như là đọc hiểu, viết, viết bài, viết những cái bài báo, bài tiểu luận hay là những cái báo cáo, reports, and note taking from books and talks, và ghi chú lại từ sách hay là từ những cái bài nói chuyện ở trên đó, tức là ghi ghi bài á. À, kỹ năng học, skill. Rồi, tạm thời tới đây thôi, hôm sau học tiếp, sáng mai học tiếp, mệt quá rồi cô đi ngủ đây, bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.